máy mình đâu rồi? Đây, đây nè. Hả? Bắt lấy. Ê, đừng ném, đừng ném. Giời ơi, vỡ rồi kìa. Mày thằng nào, sao mày nhào tao? Cái gì đấy? À, đây là em Nam, con của cô Linh. Đến đây chơi vài ngày đấy. Đến chơi hay đến phá nhà? Mẹ nhìn đập vỡ mấy con rồi kìa. Ui giời, chẳng phải mày đi tìm điện thoại hay sao? Em nó tìm giúp mày đấy. Hỏng thì sửa, có gì đâu. Mà này, nhớ chơi với em đấy. Vâng. Ê, không có đồng vào, để xuống ngay. Hả? Ui dồi ôi, vỡ rồi kìa. Mày có biết đấy là bộ chiến riêng cao cấp tao chuẩn bị tặng Crush không? Lại còn vênh mặt lên nữa. Cái gì nữa đấy? Mẹ nhìn đập đổ con đây này. Ui giời, con mấy chú cũng lạ ó lên. Con mua hơn 1 triệu đấy. Ui giời, có triệu bạc cho bao nhiêu? Mà này, dọn ngay đi, đừng để mảnh xanh đâm vào chân em, nghe chưa? Vâng. Thằng nào gây ra, thằng đấy dọn, dọn đi. Này, dừng ngay lại. Mày có dừng lại ngay không? Giời ơi, sao mày suốt ngày bắt nạt em thế? Ui giời ơi, mẹ giúp nó về nhà mình làm cái gì? Mẹ nhìn nó phá nhà mình rồi đây này. Mẹ nhìn xem, nhà mình khác gì nhà ma không? Ui giời, em nó còn bé, biết cái gì đâu. Thôi, không khóc nữa, ra đây bác mua đồ chơi cho. Mà này, nhớ dọn hết đi đấy. Không thể nào mà chịu nổi nữa rồi. Lại thêm một đứa nhóc cần phải chi. Nhất định mình phải trị nó mới được. Mèo mèo. Ê chiếc mèo, làm cho tao việc này nhá. Ok, xong rồi đây. Ý, đừng đưa chỗ tao, ra chỗ ông Nam đi. No! À, Tiểu Cường. Có con Tiểu Cường nè. Ừ, hôi quá. À, Tiểu Cường, Tiểu Cường. À, ây dồi ôi, đi với chả đứng. Ha 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 ha. Ai chỉ tại con Tiểu Cường? Tại cái gì? Mày lớn mặt thương đấy mà sợ Tiểu Cường à? Có mỗi con Tiểu Cường cũng sợ. Đồ nhát cái, leo leo. Ê, Tiểu Cường, Tiểu Cường. Úi giời, chán chưa kìa. Không bằng Nam. Cháu không sợ cái gì hết. Đúng rồi, Nam của bác là số 1. Hi 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 hi. Chán thế. Hả? Yes, cuối cùng cũng đã cơ độ được rồi. Ây da, đau bụng quá. À, thì ra là mới cơ độ được 1 chị à. Yes. Thôi xong, đi tông cái máy vừa mới sửa. Mày có biết tao phải dùng lip mask bao nhiêu lâu mới cơ đổ được 1 chị không hả? Vậy mày nỡ lòng nào nói tao có 1 vợ và 3 con để người ta block tao? Có làm sao đâu. Yeah, quá sức chịu đựng của tao rồi. À, bác ơi, anh Minh Anh đẩy con. Sao mày suốt ngày chảnh chẹo với em thế? Con không làm gì nó cả, nó từ ngã. Tự nhiên anh ấy đẩy con. Mày bớt diễn lại đi. Mày mới là thằng phải bớt diễn lại đấy. Lớn bằng tưng đấy rồi, chả được cái tích sự gì cả. Vô công rồi nhẹ. Thôi Nam không khóc nữa, đứng dậy đi với bác. Lớn bằng tưng đấy rồi, chả được cái tích sự gì cả. Vô công rồi nhẹ, vô công rồi nhẹ. Không được khóc, nhìn ngay. Hello. Hello. À. Ôi dồi ôi, mẹ giữ thêm 1 thằng nữa về nhà mình làm cái gì? Anh không phải, không phải đâu. Thực ra tao là thuần uất ức. Do nỗi uất ức của mày đã quá giới hạn cho nên tao mới xuất hiện ở đây đấy. Ờ, à, mà thuần uất ức kiểu gì mà trông yếu ớt thế? Cái gì, muốn nòn không? Ờ không không, sorry sorry. Hay thôi được rồi, tao sẽ giúp mày trị thằng nhóc kia. Mày trị nó kiểu gì? Follow me. Ok. Nam ơi, bác nấu xong rồi này, ra đây ăn đi. Ái nha, ngon quá. Nhìn đây.
Hả? Nó đứng hình rồi kìa. Đúng rồi. Tao sẽ cho mày biết thế nào là bùng nổ vị giác. cay cay ngon quá. Mày chỉ nó kiểu gì đấy? Tao có biết thằng nhóc mày thích ăn cay đâu. Phải nghĩ cái khác thôi. À, sao mày không thử dọa ma nó? Dù gì mình cũng là thần thánh chứ bộ. Ok, yên tâm, dọa ma là nghề của tao. Ui, đến tao cũng sợ luôn đấy. Mày mà còn sợ thì thằng nhóc kia là quá dễ dàng. Ok, hình như nó đang ở ngoài cửa kìa. Ok. Ui, ướt quần rồi. À, te dâm rồi kìa. Ê, không phải. Ui dồi ôi, lớn đầu rồi mà còn dấm đại à? Không phải má. Đeo mặt nạ đàn bà thế kia thì dọa được ai? Đàn bà? Tao hết chịu nổi nó rồi. Ê, bình tĩnh. Thôi tao đi về này, mày ở lại cố chịu đi. Mày là thần thấy mà còn không chịu được thì làm sao tao chịu được? Minh Anh ơi, em Nam chuẩn bị về rồi này, xuống chào nó một câu đi. Ê mày ơi, thằng Nam về rồi kìa. Thế á? Ôi mừng quá. Đúng rồi, very very mừng. Đúng rồi, mày phải mừng vì nó đã giúp mày đấy. Cái gì? Thằng Nam giúp tao á? Đúng rồi đấy. Vậy sự thật là gì? Chỉ có thần ức ức mới biết. Thực ra thằng bé đã giúp mày rất nhiều đấy. Nam là thằng bé rất giỏi về công nghệ. Mấy anh Minh Anh bị nhiễm virus rồi này, làm sao bây giờ? Mà nghe bác nói rằng anh Minh Anh là người hà tiện, chắc chắn sẽ không đem đi sửa đâu. Làm sao bây giờ? Ê, đừng ném. Thật thế á? Chén dĩa cao cấp kiểu gì mà lại có bột thế này? Không được rồi, chắc chắn đây là hàng kém chất lượng, đã thế còn hại sức khỏe nữa. Làm sao bây giờ? Ê, không có đồng vào, để xuống ngay. Hả? Ê, chỗ này bừa bộn nhỉ. Làm thế nào để anh nghe dọn dẹp bây giờ? À. Này, dừng ngay lại. Còn chuyện nó cầm tiểu cường ném vào người mày, chỉ để cho mày mạnh mẽ lên thôi. Ồ. Còn chuyện nó giúp mày nhiều nhất đấy, chính là chuyện này này. Ôi dồi ôi, đấy, nhà bác đi một tí thôi là đến rồi nhá. Vâng. À, mà Nam có ăn kem không để bác mua? Cháu có. Ê mày ơi, ta đặt tên là gì bây giờ? Hả? Hay là đặt tên bọ cạp đi nhá. Hơi, không được. Mày phải đặt cái tên nào mà nghe thật là kêu vào thì mới dễ lừa được. Vậy thì là bọ cạp cute. Chắc chắn lừa được. Hả? Nam ơi, có kem rồi này cháu. Vâng. Cái gì? Bộ Kakute á? Chắc chắn đây là người xấu rồi. Làm thế nào bây giờ? Nhà anh có một vợ và ba con rồi em ơi. Yes! Thôi xong, đi tông cái máy vừa mới sửa. Thằng Nam là vậy đấy. Nó tốt tính nhưng mà nó lại không muốn cho người khác biết. Đấy là lý do tại sao mà ta không nỡ hại nó, mà lại còn giúp nó vui vẻ hơn đấy. Tao hiểu ra rồi, cảm ơn mày nhiều nhá. Mày hiểu là tốt rồi. Bây giờ hãy quay về thời điểm đó nha. Thời điểm nào? Thời điểm khi mà thằng Nam mới đến nhà mày. À, đây là em Nam, con của cô Linh, đến đây chơi vài ngày đấy. Hey, cuối cùng mình cũng đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Mình sẽ là một người anh thật tốt. Cho dù thằng Nam có nghịch ngợm cỡ nào đi chăng nữa, mình sẽ không giận đâu. Ui, máy xịn thế. Xem có virus không nào. Vỡ một tí màn hình thôi mà. Thằng kia, đền ngay máy cho tao.